Rồi. Với cái camera 360 này thì đương nhiên là khi mình di chuyển trên đường thì mình có thể gạt xi nhan để nó bật bật được nó lên. Như này, ví dụ bây giờ mình tấp lại đây thì mình có thể gạt xi nhan bên phải đây và mình di chuyển thế này. Nó sẽ biểu thị rõ cái hiển thị rõ cái hình ảnh quay cái bánh xe ở bên phải cũng như là cái hình ảnh mô phỏng ở bên cạnh bên phải của màn hình đây. Đó, hình ảnh mô phỏng cái xe trên cao xuống đấy, nó ghép đường rất là đẹp luôn đấy, có xe máy chạy qua cái là nhìn thấy ngay. Nếu mà mình muốn sang bên trái, ok, mình lại xi nhan bên trái và mình di chuyển ra ngoài. Đó, hình ảnh góc rất là rộng nhá, mắt cá luôn, cực kỳ rộng. Ok, khi mình không bật xi nhan nữa thì nó sẽ trả về cái màn hình này khoảng 5 giây và nó sẽ tắt đi. Đó, mình bắt đầu xi nhan vào trong này. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn. Ok, bây giờ 5 giây sau thì cái camera nó sẽ tắt đi và nó trả lại màn hình như cũ. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà mở cái camera này thì là tiếng nó sẽ không bị mất nhá. Nó không như các lắp camera 360 và các màn hình theo xe. Lắp camera 360 và màn hình theo xe nó sẽ mất tiếng. Bây giờ khi mình đi trên đường, đi vào chỗ chật hẹp mà mình không muốn bật xi nhan mà mình vẫn muốn mở camera lên thì làm thế nào? Bấm hai lần nút này. Đó, mình bấm hai lần nút này thì nó sẽ mở camera lên hai bên như này. Ở giữa đây là cái hình ảnh xe nhìn từ trên cao xuống. Còn hai bên nó sẽ là hai cái hình ảnh bên camera bên trái và camera bên phải. Và khi mình muốn không muốn xem chế độ nữa, mình muốn xem chế độ mô phỏng từ trên cao xuống sang một bên và bên này là camera thì mình sẽ bấm hai lần vào đây. Sau khi mà camera được hiện lên thì mình chạm vào hình ô tô đây. Đó, ngay lập tức là nó sẽ mở cái camera lên như thế này. Khi mà mình muốn xem bên phải, ok, mình không muốn bật xi nhan mà mình vẫn muốn xem bên phải đúng không? Mình bấm vào bên phải đây. Đấy, lập tức camera mở bên phải luôn. Tương tác và chạm vào trên màn hình được luôn nhá. Đây, mình sẽ đi vào những cái đường chật hẹp đây một cách rất là thuận lợi. Ok. Đồng thời mình có thể mở bên trái cũng tương tự như thế. Bấm vào bên trái đây là camera bên trái được mở lên ngay. Ngoài ra kể cả như mình đang đi trên đường, mình muốn xem camera đằng sau mà không cần cài số lùi, đơn giản thôi, chạm phía sau. Đó, chạm phía sau, yên tâm, có camera 360 rồi, không tai nạn được đâu. Đó, chạm phía sau là camera lên ngay, camera sau. Xem phía trước đúng không? Chạm đằng trước. Đó, bình thường đi trên đường mà mình cũng không cần thiết phải chạm quá nhiều này đâu. Mình chỉ gạt xi nhan chỗ nào thì nó sẽ hiện lên, gạt xi nhan bên nào thì nó sẽ hiện bên đấy ra ngay. Rất là hay, kể cả bây giờ mình bấm vào hình ô tô đây. Nó lại mở thành hai cái camera hai bên để mình nhìn hai bên một lúc. Mình lại muốn trở về chế độ cũ, mình lại chạm tiếp tục vào ô tô, nó lại trở về chế độ cũ, rất là hay đúng không? Bây giờ mình sử dụng cái camera 60 để mình đỗ vào một cái chuồng ghép ngang. Đây, cũng khá là chật đây, ok, bây giờ mình cùng thử nhá. Rồi, mình tiến vào đây, mình lùi vào. Đó, hay không? Ô tô được mô phỏng từ trên cao xuống này. Nhìn rất là thuận lợi và dễ nhá, xe máy đi qua nhìn rõ ràng luôn. Đó, đó, camera này có chất lượng HD nhá, nên cho cái độ nét là gần như là tối đa luôn. Gần này, ok, đấy, những cái ô tô, xe bán tải phía sau này. Đó, mình có thể lùi sát như thế này luôn, đó.